Có hay khóc nhè vậy không? À. Chị chứ là kịp lắm. Ai xin em cũng không lo nha. Cái hồi mà chị bé con đi ra bán vé số giờ có ai hỏi xin bé không? Có, người ta hỏi sao? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Quốc Chiến vừa đi mua sữa về, tổng cộng là 4 hộp sữa em pha Gold. Hôm nay mình sẽ thăm lại mẹ con chị Thi mà bán vé số trên đường Lạc Long Quân, Âu Cơ bạn đang một tiếng là kia. Thì hôm nay thì Quốc Chiến cũng không có nhiều mà Quốc Chiến chỉ nhận một rất là ít của chị Nguyễn Hoàng Phương là 200 Canada. Của thầy Trần Nghi Cha là 20 USD và một người ở Giang nữa đã ủng hộ cho hai mẹ con 1 triệu đồng, tổng cộng là 5,16 triệu đồng, và Quốc Chiến đã mua sữa hết là 1.160.000 đồng và còn dư 4 triệu đồng. Thì Quốc Chiến dự định là bây giờ mình sẽ qua thăm mấy mẹ con, sau đó là gửi sữa cho em bé và đưa cái phần dư đó để cho hai mẹ con, mấy mẹ con có cái tiền trang trải ha trong những cái ngày tới mua sữa cho em bé ha. Mời mọi người theo kênh Quốc Chiến nha, bye bye. À, mình tới nơi rồi nha mọi người. Mọi người có thấy là phía trước có ba mẹ con không? Mặc áo cam á, con bé đang nằm luôn. Để mình qua nha, qua mình hỏi thăm nha. Tới rồi, tới rồi. Hello. Hai mẹ con ra lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Hôm nay là mấy mẹ con bán bao nhiêu tờ? Mới đến 50 tờ bán hết, giờ bán thêm à. Lấy gần đây hả? Dạ có. Ồ, để tiền quá. Cứ lấy hết là chạy lại bán, lại lấy thêm ha. Cái là không có sợ nó bị dễ. Dạ. Trước thì lấy cái lần kia, chưa cái hồi này lấy lần kia. Này là sữa cho em. Sữa cho em. Em được phải chút. Vì mới sáng sớm mà em bé ngủ rồi. Được rồi. Hello. Hello baby. Giờ là được mấy tháng rồi chị đi? Dạ gần 6 tháng rồi. Em đẩy nghe bác sĩ em dậy nó hơi còn yếu quá. 8 tháng rồi, chưa mổ được hả? Là 1 tuổi mấy năm mới em mổ rồi. Ồ, phải 1 tuổi mấy mới mổ được đó hả? Tại vì nó còn hơi yếu. Hơi yếu, bây giờ được mấy ký rồi? 4 ký mấy à. 4 ký mấy à. Gặt chưa biết gặt nữa. Nhưng mà có chịu uống sữa không? Có. Ê chú cho kìa con, hai tay với con. Hôm nay có mang sữa cho con không? Có. Ờ. Đây cho con chim coi hàng trang đi làm. Đây là sữa em bé hả? Trong này là sữa. Là cái gì trong này? Sữa à, pha sẵn trong này hả? À. Nó có chịu uống không? Có. Rớt ra cái này nha. Ra xuống. Ờ. Nay qua là chưa ngủ phải không? Một lúc là nó sẽ ngủ hả? Nè. Uống sữa chưa? Mới uống mẹ nè. À. Uống ôi như là ngủ nè. À, pha sẵn trong này ha. Ừ. Là chừng này là kèm với bố mẹ với lại là uống sữa nữa, là khi nào hết là về đó. Yeah. Ok. Bán lúc nữa là đánh lên rồi về. Để là cho mình chứ đâu có bán còn người đánh được đâu. À. Có nhiều người hỏi thăm anh lắm á. À, người ta hỏi thăm sao? Ta thấy anh Quyết Chiến cứ về thăm em thấy có. Thôi đâu anh Chiến cứ về thăm. Có mấy nhạc kia cũng lên mua đồ cho. À. Hello mọi người, hôm nay Quốc Chiến qua thì cũng rất là mừng khi mà chị Thi đã biết pha sữa mang đi cho con. Thì mấy lần trước mình ra là thấy là thằng nhỏ nó toàn uống sữa tươi không à, là cứ đổ ra bình rồi uống vậy á. Thì hôm nay là chuẩn bị sữa nóng cho nó rồi, cũng mừng lắm. Thì theo như chị Thi nói là bây giờ em bé còn yếu quá, còn một thời gian nữa khi mà em bé tăng cân nhiều hơn và khỏe hơn thì sẽ được mổ tim ha. Thì mình cũng hy vọng rằng là cái thời gian nó sẽ tới trong
em bé được mổ tim. Đây, hôm nay cô chỉ mang thêm cho em bé là 4 hộp sữa này, giống cái loại vừa trước luôn. Sữa này là cho trẻ từ 6 tới 12 tháng. Một tháng anh mua hết là bao nhiêu hộp sữa? Em cũng không biết chừng, tại vì em tha cho anh nó uống luôn. Dạ hả? Thay cho em uống sữa tươi, nhưng mà chặt bữa thì ta cho sữa tươi á, thì có uống, còn không cho thì lấy sữa này pha cho uống luôn. Cái sữa này thì hợp với trẻ sơ sinh hơn. Dạ. Còn mà lớn này thì uống sữa tươi là nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà không có sữa tươi á. Dạ. Bình thường là ban ngày là chị bán ở trên đường Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi ban đêm bán ở đâu? Bán Lý Thường Kiệt á. À, Lý Thường Kiệt với lại đường gì ta? Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh, gần cái cây xăng phải không? Dạ. Ban đêm chắc mát hơn ha? Dạ. Sao vậy, nhỏ này muốn chạy chơi hả? Chạy chơi với mày. Sao ở xa thì thấy anh nằm ngoan quá lại cần hỏi thăm cái là hoài vậy hả? Không có ai nhà mày lắm. Vậy ha. Ở gì? Cho nữa hả? Bên này không có thứ này rồi. Cho hoài vậy, bán được mấy tờ mà cho vậy là sao được? Tặng chú 2 tờ đi. Tặng chú hả? Vậy này quá trời luôn ạ. 2 tờ là 20 ngàn luôn á. Dạ. 22 ngàn thì em. Dạ. Ô là trời. Cái này bán thì khó bán à. Bữa nay giải đặc biệt là 3.4 triệu luôn hả? Dạ. Ồ. Cảm ơn ba hai mẹ con nha. Dạ. Trời, không biết bán được bao nhiêu tờ mà cho cuốn chiến 2 tờ rồi. Hy vọng là trúng số. Ngày là em muốn chừa lại 2 tờ. Cầu mai. Cầu mai hả? Rồi giờ chưa vậy có trúng được lần nào chưa? Chưa. Ô là trời. Em ước trúng được rồi thôi, chắc cái nhà trả chỗ đủ tiền con ạ. Xong rồi kêu em đi làm từ thiện hết. Tại hồi đó mình khổ, mình thiếu nợ người ta, mình có mình trả nợ thôi. Ờ. Em ước gì á, chúng ta đi làm từ thiện hết, cắt cái nhà thôi đủ ba mẹ con ở nhà chỗ rồi. Tết rồi có về quê không? Không. À rồi ở đây bán Tết luôn hả? Sao? Bán luôn, em bán Tết nhẫn em bán ngoài luôn. Rồi mấy ngày Tết bán được không? Được. Mấy ngày Tết bán được nhiều, nhưng có tiền lì thị nữa. Vậy à, đã ha. Con chú rồi lì thị cho. Tại vì em đang chăm nghĩ nhau nhiều người á. Nói sao mà có người ủng hộ cho tiền rồi mà sao dẫn người đi bán. Trước khi mà Út Chín đăng thì cũng có một số anh em YouTuber khác cũng đã chia sẻ về câu chuyện của chị Thi. Thì mọi người cũng ủng hộ một số tiền khá là lớn, nhưng mà hiện tại thì chị đang để trong tài khoản ngân hàng á, để mà khi mà vào một cái thời điểm thích hợp á thì sẽ mổ tim cho con. Ngày em cũng để ấm heo, nhúc đỉnh nha. À. Để dành thêm. Một ngày để được bao nhiêu? Tùy theo bữa nào được thì để nhiều, còn bữa nào ít thì để ít. À. Có heo giờ to chưa? Dạ. To hả? Ba đứng lên bữa nào qua phòng em chơi. Khi nào giết thịt nó? Dạ, khi lần sau cũng được, khi nào rảnh á. Không, ý đó là khi nào làm thịt con heo? Chưa biết, khi nào bé bệnh em mới. À, để dành cho ừ. Con phải không? À. Mấy lần nó giật rồi làm sao? Em cũng ra lên rồi người ta gượt heo không kịp. Là mất hết giấy số luôn hả? Dạ. Ôi trời. Người ta thấy cảnh này mà người ta còn giật đó hả? Dạ. Bé con đàn
bé con đùm đùm đề đề mà người ta còn giật nữa, không hiểu sao luôn. Tới lúc đồ ăn đồ người ta cho em để lấy tự động lấy luôn á. À, nhưng mà mấy đó là nó nghiện ma túy hay sao? Không biết nữa. Cô hợp nói cái ông đó nữa. Ông đi nghe cái ông lấy tiền của em. Tiền em mà ông đón á. Đi nghe cái ông lấy tiền xong rồi ông cũng trả rồi. Hay là mình có la lên không? Có, bởi vì ông mới trả rồi. Trời ơi là trời. Tại ông đi bộ. Này là em bé này đặt tên chưa chị Thi? Nguyễn Ngọc Bảo Lan. Bảo Lan ha, tên dạ. Đẹp vậy. Bảo Lan là bị tim các bạn, tim bẩm sinh. Dạ. Giờ thằng nhìn mặt quán cũng hơi yếu à. Trời, nhỏ này em Nguyễn Ngọc Bảo Lan. Ừ, ngưỡng mẩy nha. Kiểu như là cái mặt quán là thiếu máu á. Dạ. Mặt với tay là cứ trắng trắng à. Dạ. Nhưng mà về nhà mà chị thả ra thì có bò không? Nhâm. Chưa bò được, chỉ biết nằm thôi. Nằm lăn qua lăn lại chơi thôi. 8 tháng mà chưa bò được là yếu á. Bởi vậy nên lúc là ăn ngon của mấy đứa cháu em nè. Nó bự rồi. Nó nẻ ra chỗ này nữa mà nặng tu tu luôn. Mặt lúc nào cũng buồn buồn vậy con. Đây các bạn, đây là một bé gái nha mọi người. Mình cứ nhìn mặc đồ bé trai rồi mình tưởng nhầm là bé trai. Nhưng mà sau khi hỏi kỹ lại thì mình không biết là Bảo Lan là một bé gái. Tại nên nho gì mặc đấy. À, nên mặc đồ giống con trai y chang luôn. Rồi mặc đồ con trai nè. Người ta tưởng là đồ. Có hai cái áo khoác nè. À. Dơ rồi. Dơ rồi ha. Dạ. À, không có mà không có con áo khoác thay cho bé hả? Nên đi mua mà chưa có hàng ngang mua. À. Các bạn thì hôm nay á là Quốc Chiến ghé thăm chị á, là ban đầu là định dẫn đi mua sữa với lại mua ít quần áo cho em bé luôn. Nhưng mà có việc gấp á thì mình qua bên cửa hàng á, mình mua trước cho bé. Ồ, nhóc nó quậy quá, chắc phải cột lại rồi. Cái lần đầu tiên là cột chân lại là do ảnh quậy quá mà. Khóc rồi, khóc rồi. Chết rồi. Có hay khóc nhè vậy không? À. Chị chứ nội kịp lắm. Ăn xin em cũng không cho chứ. Cái hồi mà chị bé con đi ra bán vé số giờ có ai hỏi xin bé không? Có. Người ta hỏi sao? Bé ở xin bé mà em không cho. Người ta nói sao? Người ta nói cho đi đỡ khổ nhưng mà em không chịu. À sao vậy? Em đi em cũng không chịu. Lỡ mà cho thì sao? Cho thì em nói anh á, như thì cũng mắc đến con. Mà để con nuôi không cho. Vậy ha. Ừ. Em ba nữa rồi, nên xin đi cũng không cho. Đúng rồi, con mình sao xin được đó không? Dạ. Mình tật cái gì là mình cũng để mình nuôi chứ đâu có phải là mà khúc ruột mình để ra mà đúng không? Dạ. Đó là có cái em suy nghĩ đó. Em coi á, em thấy người ta bỏ con một ghét thì đó, em thấy người ta nhìn lại con mình cũng khóc luôn. Bởi vì em không cho. Khổ khổ thôi chứ còn mấy mẹ con là phải rau cháo với nhau ha. Yeah. Hôm nay là chính là đình dẫn là từ nhỏ với chị đi mua đồ luôn. Yeah. Nhưng mà có việc cũng bận, xíu cũng bận nên là mua cho chị 4 hộp sữa. Cụ thể là cô Chiến nhận là dùm chị là 5.160.000. Của chị Nguyễn Hoàng Phương ở Canada là 200 Canada là tương đương với 3.7. Chị Trần Nghi Gia là 20 đô là tương đương đây là 460.000. Với là một người ẩn danh nữa là 1.000.000. Thì nãy là mua sữa hết là 1.160.000. Đây hóa đơn đây 1.160.000. Để cô Chiến để đây luôn nha. Thì còn lại là 4.000.000 ha. Thì chị cầm lấy cái tiền này để mà mua sữa với lại mua thêm một ít quần áo cho em nhỏ nha. Cái này là mọi người giúp để mà mua sữa cho em bé. Tại vì khi mà Quốc Chiến tìm hiểu thì cũng biết là chị đang có một cái khoản để dành mổ tim cho con. Sau này thì cứ mổ đi. Nếu mà có cái diễn biến gì mới thì báo cho Quốc Chiến ha. Rồi, đây là 4.000.000 nữa nha. Em cảm ơn. Chắc chú đã giúp đỡ.
để dành rồi mua sữa rồi mua quần áo cho cháu nha. Dạ. Cảm ơn. Mà cái sữa này nó có chịu uống nhiều không? Muốn cũng nhiều nhưng mà anh cứ muốn nhiều hơn. Trời là trời. Chạy nhiều hoa chung cho hai đứa uống. À. Không có tiền mua. Chạy nhiều tiền kia em đâu có dám xài đâu. Em để vô vậy đó ngày đã chút định. Cho 200, để 200, 300, để 300. Không nhiều để nhiều. Chứ anh nghĩ người ta cho cũng tiền của bé chứ đâu phải tiền của mình đâu. Mình lớn mình đi làm được ai cho mình. Thôi chị mong sao cho bé Bảo Lan này nè, dạ. Bé nhanh lớn đủ ký để mà phẫu thuật cái tim cho nó xong đi, chứ để càng lâu càng không tốt. Dạ. Khá là mệt mỏi, gương mặt của bé khá là mệt mỏi do bệnh á. Tới bây giờ là 8 tháng rồi mà vẫn chưa có bò được, chưa có đi trường được. Đôi lúc nhìn coi ta bò rồi thấy ham đó, mà con mình chưa có gì chứ. Có những nằm chơi giỡn rồi thì có, nhưng mà bò thì bò không được. Thế là hồi xưa là chị Thi học tới lớp 8 luôn hả? Lớp 6. Lớp 6 à. Dạ, nhà của mình em biết chữ rồi. Vậy là giỏi nhất nhà rồi đó hả? Dạ. Nhưng mà về sau sao mà chị hay quên rồi hay vì không có biết. Tại chữ. Em bị xe đụng á. Xe đụng hả? Ờ, từ khi em đẻ thì lớn ra. À đúng rồi, đẻ da bão ra á. Em bị bệnh á, bị tim. Là đụng vô đâu? Đụng đây nha, à. 8 mũi này. 8 mũi luôn hả? Ừ, 8 mũi. Nhưng mà hồi đó mình đi đâu mà bị đụng? Em đi vô hát bài rồi đó, mọi người đụng em. Nhưng mà đụng xong rồi ta có đưa vào bệnh viện không? Dạ, có, đụng cho đầy đủ hết. Sau đó người ta có đền tiền cho mình không? Dạ, cũng có, mà ít hơn. Nhưng mà tới bây giờ là nhớ quên luôn á. Dạ, dạ, nhớ hồi đó em giỏi nhất là môn toán á. À, bây giờ là đó tính toán sao? Đó em đi học năm nào cũng được ảnh hưởng á. Mà bây giờ tính toán sao? Dạ, còn, cũng còn tính được. Em biết tính hết à. À. Cái chữ em viết hay chậm thôi. Quay là hết pin mất. Ồ, lâu lâu là cũng có người ghé qua người ta mua hết cho mình vậy ha. Có đợt đó có cái chị đó không biết ở đâu nữa từ kịp lắm. Cho em được 1 triệu. Nếu như mua bánh đồ này kia mua đồ mắc tiền không á. À. Cho bánh mì con gần 2 triệu bạc đó là 3 triệu mấy á. Anh mua dễ thương ha, nhiều người dễ thương ha. Nãy là có một cái anh đi ngang qua đấy các bạn. Mua hết cho mấy mẹ con luôn ha. Ở bên ngoài chị. Yeah, chỗ mày lên đường chê. Chúng thì chợ này. Yeah. Yeah. Rồi, lên đường. Bye bye. Chú là hay chở mấy mẹ con đi bán đó hả? Chở mấy mẹ con ở đây chở gì vậy? Chú không biết đường á, đi theo hết chú không biết đường. Nó chạy cái em lạc. Chú chở rồi chú biết đường á. Nè. Bữa hôm em lạc mấy cây số luôn. Xong rồi chở về. Chở rồi chở. Đó các bạn, cứ mỗi buổi sáng là mấy mẹ con nhờ chú xe ôm mà chở qua là 50 ngàn. Ra tới chỗ này để mà bán. Bye bye hai mẹ con ha. Ba mẹ con chứ. Mai được về sớm rồi. Có người mua hết vé số rồi sao? Mình thường là anh quen á. À, được về là ngoan phải không? Ờ, với 5 người như anh mày chứ. Thôi bye bye. Về cẩn thận. Mấy ai nhớ đồ cũ gì á, cái bé gì á, cho em cũng lấy chứ. Thôi dần nó về nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm ơn anh nha. Bye bye. Bữa nào qua phòng em chơi. Rồi ok. Dạ. Cảm ơn nha. Sáng giờ mới chạy cuốc này á. Dạ. Mới quên.